Giải Tây Ban Nha hoãn vì trọng tài đình công. Vòng khai mạc giải La Liga nữ của Tây Ban Nha đã phải hoãn vì giới vua sân cỏ nữ đình công đòi tăng thu nhập. Ngay vòng khai mạc giải bóng đá nữ vô địch nhà nghề của Tây Ban Nha đã phải hoãn vì không có vua sân cỏ làm nhiệm vụ. Các trọng tài đình công không chịu nhận nhiệm vụ ra sân cầm coi các trận đấu cho đến khi nào thu nhập của họ được cải thiện như bóng đá nam. Điều đáng nói là các trận đấu bóng đá nữ thuộc giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha có số người vào xem chẳng thua các trận La Liga của năm là mấy, thậm chí có trận còn vượt các trận bóng đá nam. Các cầu thủ nữ hành nghề tại Tây Ban Nha cũng có thu nhập rất tốt, vấn đề là thu nhập của các vua sân cỏ làm nhiệm vụ các trận bóng đá nữ vẫn còn chưa tốt. Và chính vì thế, nhân vòng khai mạc mùa bóng đá mới của nữ, họ đã đình công và đưa ra thông điệp rõ ràng là phải cải thiện thu nhập như đồng nghiệp nam thì họ mới ra sân làm vua. Các đội bóng lớn như nữ Real Madrid, Atletico Madrid đã vòng khai mạc vào thứ Bảy vừa qua, tức ngày 10 tháng 9. Tuy nhiên, các trận đấu đã không thể diễn ra vì thiếu vua sân cỏ. Hay nói khác đi là các vua nữ đang đình công để được cải thiện thu nhập cũng như điều kiện làm việc được tốt hơn và tốt như các đồng nghiệp nam. Điều đáng nói là giới trọng tài nữ đã đấu tranh theo cách rất khó đỡ. Họ không thông báo trước cho ban tổ chức giải và cứ thế mọi thứ được chuẩn bị chu đáo và âm thầm cho đến trước giờ bóng lăn cũng như đến giờ bóng lăn. Ngay sau đó, ban tổ chức trận đấu ở các sân đã phải thông báo rằng trận đấu hoãn vì trọng tài đình công đòi cải thiện thu nhập và cải thiện điều kiện làm việc. Bóng đá nữ Tây Ban Nha cực mạnh và là thế lực lớn ở châu Âu. Câu lạc bộ Barcelona đang là đương kim vô địch Champions League nữ và 3 mùa liên tiếp vô địch Tây Ban Nha.